Rồi em xin chào tất cả bà con mình nha. Em chào tất cả bà con mọi miền Tổ quốc bà con ơi. Em với Nhớ, Diễn, Thừa, Gum. Rồi bữa nay chắc bữa nay lên được nhiều máy cho anh em ạ. Vì anh em bữa nay làm nhiệt tình quá. Con đầu tiên là con này em lên cho anh em là Nhớ nằm nè. Rồi sáng Nhớ rửa. Rồi nó quay nó test thấy máy nhạy quá rồi nó quay hoài luôn anh em ơi. Công sức có nhỏ anh em. Em quay chi tiết cho anh em mình coi ha. Trước tiên là máy này máy F4 mà đời lốc nhôm nha anh em. Máy này rất là nhẹ, rồi cũng được nhiều anh em mình chuộng đó nè. Mà này nó về có cái này không Nhớ? Có cái này không con? Không có. À, tình trạng máy là nguyên si, hôm về thì em có quay cho anh em mình coi ha. Máy nguyên bản, tụi em hoàn toàn chưa đụng chạm gì hết. Ngoại hình thì nó chốc nhiều điểm vậy nè. Nhưng mà nó được có một cái là cái bình dầu nó đẹp anh em ơi. Bình dầu đẹp mà thêm còn dầu nhóc luôn. Nó lạ lùng cái gì đó. Ngoại hình thì nó chạy suốt cỡ đó đó. Nó bị cái cô hàng xóm nào cầu cấu nó giữ gì không biết mà nó dốc nước sơn quá trời luôn rồi. Đây ngoại hình thì nó gì đây? Nó còn bu ly zin theo máy luôn anh em. Còn bu ly zin theo máy luôn nè. Có cái này thì nó gãy nè. Này nó gãy ngồi mấy đứa con siết lại cái này Nhớ ơi. Cái này anh em về có hai cách để mình cho nó dính nha. Một là mình hàn thì nó hơi xấu. Hai là có thể mình bắn cái đây để anh quay tí xíu. Hai là anh em bắn lê quê vô đây nẹp từ đây qua tới đây cũng vẫn được anh em. Mặt này bắt cái dài dưới này nhìn cho nó có thẩm mỹ tí xíu. Còn số xe ghi của máy này là 700177 nha anh em. F4 cò nhôm. F4A nha. Để quay chi tiết cho anh em mình dòm nha. Thế thì máy này nó sáng nó có bù lửa không vậy Nhớ? Dạ nó có nhiều đó đó. Như là bù lửa này trên bãi đưa luôn hả? À, trên bãi đưa. Bù lửa này bù luôn nha anh em lưu ý nha. Thế thì là sao máy nó có hai khúc dây chì gì nè. Cái này em để nguyên bản luôn. Cò nhôm này về đây. Cái dòng này anh em bơm nước rửa một cái đã tuyệt vời luôn. Cái dòng ép là nó thứ nhất là nó ít hao dầu, thứ hai là nó bền, dường như là không đối thủ anh em. Cái dòng này á nó bền. À, thứ ba lợi thế của nó là giá thành nó rẻ. Nhờ con test hàng cho bà con mình đi nhé. Đang quay chi tiết cho anh em mình phía trên tí xíu ha, phèn nó cũng còn nè. Rồi nhờ đứa con mở ra cho bà con mình coi. Cái dựng rất long đỉnh rồi. À, cái này lần hồi tôi con phải rửa lại nè để nó lọt vô em mất hơi đó. Rồi bây giờ con test đi rồi tí xíu mình rửa sau. Nãy là nó dữ lắm luôn. Con lên ra chưa? Máy này nãy con có làm gì không? Nó nhảy chưa? Con tháo ra, con rửa con heo đã ha. Heo nó kẹt. À. Dạ. Biết tháo con heo rửa luôn. Dạ. Ô, như bữa nay nó lên trời anh em ơi, nó hơi nghe mày. Em nói giờ em biết ăn con heo không à, ăn thịt heo thôi chứ heo tháo ra rửa em chưa biết. Nó nhảy gì đó hả? Dạ. Rồi, cái anh tin giống con vua ta hay vậy. Nguyên bản nguyên toàn tập luôn. Có ra hướng nào lớn này phải không? Con cho nó lớn lên tí xíu này còn ăn gần hết á. Đây quá vậy. Quá ngon anh em ơi. Mà sao máy này găm ti dữ vậy ta? Chắc lụm luôn quá. Tay em rồi, tay em rồi. Rồi nhờ con test lại cái này con.
máy rất là nhạy nên nổ tiếp nguồn cắt lỗi rồi. Quá chị em luôn, nhà con xích qua chứ. Cái công sức của anh nhớ rồi làm để gắn quay cho bà con mình chiêm ngưỡng thôi. Cái ngoại hình thì nó thật sự với anh em là nó không được đẹp, nhưng mà máy nó quá trời chất lượng anh em ơi. Cái đồng dầu ở trong nó rất là đẹp, mà ở ngoài nhìn nó thấy ghê à. Còn máy thì nó chạy nè, cái này về anh em chạy GoDan cái nó hết tối à. Nhớ hồi nãy con có coi kiểm tra kỹ chưa nhớ? Con kiểm tra rồi con. Làm chút ngồi ngọt cho anh em thì cái máy đầu tay nha mình giữ. Rồi bóng ép 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 rồi đắt đi con. Cái này anh em lưu ý là cái dòng này đời cao nha anh em, là nó xài bằng cái lốc bằng nhôm bởi nó nhẹ tay à, cho nó không phải giống như cái kép 4 mà xài lốc gan. Với thứ hai nó nhẹ. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn, có máy này em tính anh em là 3.4 triệu, phí ship 350 là 3.650.000 nha anh em. Cảm ơn anh em, cảm ơn con nhiều nha. Nhớ rồi em xin báo giá lại lần nữa ha, F4 lốc nhôm em bán cho anh em là 3.4 triệu, phí ship là 350. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản anh em, anh em cọc đúng cái tiền phí ship, phần còn lại là anh em nhận hàng kiểm tra rồi mình thanh toán với shipper ha. Còn máy này số sẽ ghi 700177, bình dầu rất là đẹp anh em ơi. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha, em cảm ơn tất cả anh em cũng như bà con cô bác mình đã xem hết video của em. Chào tạm biệt anh em.